Cháu thấy đau là để đây. Đẹp phết đấy nhỉ. Ôi dồi ôi, cái cuộc khỉ gì thế này? Cái thằng này lớn đùng ra rồi còn không phân biệt được. Cái đấy đâu phải của khỉ, nó là của chó. Phân chó đấy. Ôi giời ơi, sao tôi lại khổ thế này cơ chứ? Đôi giày vừa mua mới cứng trong mà lại dẫm vào ấy của con chó. Ai bảo anh mua giày mới mà không chịu sửa nên mới nhọ thế đấy. Tiên chư cái thằng nào thả chó lung tung nhá, tao mà bắt được tao bắn viên luôn. Cậu còn đứng đấy mà mắng chửi nữa à? Đi về nhà mà rửa chân đi, không bao nhiêu là vi khuẩn vi trùng á, nó bò hết lên người đấy. Kể ra thì con chó này cũng làm được việc tốt mà mọi người. Việc tốt gì? Thì anh mua giày mới anh không rửa, con chó nó ị ra đây, nó tạo điều kiện cho anh về rửa giày còn gì nữa à? Anh Long Tố, anh cười cái gì đấy? Tao cười thằng sao đỏ này, làm sao đỏ mà số tài đỏ, đạp phải phân chó mặt nhăn nhó kìa. Thằng Long Tố, là mày đúng không? À, là mày đặt bẫy bọn tao đúng không? À, bẫy cái gì mà bẫy? Chó tao ị, tao quét ra đây, mày đi mày không để ý mày dẫm vào, đổ thừa cái gì? À mày. À, thì kìa kìa đâu? À, vào đây, vào đây. Ôi, thôi, 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 anh Tuấn ơi, đi về rửa chân đi. Kệ nó. Trong chóng chỉ quay khi có gió, Tuấn đi cẩn thận, phân chó bám lên chân. Ơ, bình thường Tuấn đi học sớm lắm mà, sao hôm nay mẹ không thấy nhở? Đúng rồi chị ạ, bình thường á, anh Tuấn toàn đi sớm nhất, để dình bắt mấy người học muộn thôi. Chứ chưa bao giờ em thấy anh Tuấn đi muộn cả. Chết rồi, hay là anh Tuấn bị ốm nhỉ? Chúng mày chả biết cái gì cả. Tao chắc chắn một điều là hôm qua nó dẫm phải phân chó, nó về nó giật giày nhưng mà vẫn chưa khử hết cái mùi khăm khắm nên hôm nay nó không dám đến trường, chắc chắn luôn. Người ta phải sạch sẽ như thế chứ đâu như ai kia, giày khắm ơi là khắm, khú ơi là khú mà vẫn tha lôi đến trường. Con Thảo Thù kia, mày nói anh mày đấy à? Đấy là anh tự nhận nhá, không phải em nói đâu. Mày có thích thái độ không? Tao chốc cho lõm chán rồi nhở? À? Mọi người ơi, chính ra anh Hiếu mà làm ca sĩ không phải nghĩ nghệ danh luôn nhỉ? Là nào? Thì trên mạng ấy, có Lâm Trấn Huy này, Lâm Trấn Khang. Mình có anh Hiếu thì gọi là Hiếu Trấn Thôi. Hiếu Trấn Thôi? Là cái gì? Nghe nghệ phết đấy nhở? Thế mà cũng không biết. Không? Trấn Thôi. Ừ. Là Thôi Trấn. Thôi Trấn. Chúng mày... Ê, chúng mày. Thằng sao đỏ BD nó tới rồi nè. Ui, anh Tuấn ơi, sao anh lại... Hello, Lily. Mấy cưng thấy anh sao? Anh Tuấn ơi, anh ăn mặc cái kiểu gì giống như là mấy ông giang hồ mõm ở trên mạng ấy. Không, không, không. Tao nghĩ là kiểu này nó đi qua cái công trình nào đấy, xong bị gạch rơi vào đầu, gầu rơi vào người, người đấm vào mồm rồi. Thế mới thành ra thế này đấy. Tuấn ơi, hay là cậu bị mấy chú thợ xây quăng gạch xong rồi bị rơi vào đầu nên cậu mới thành ra như thế này? Anh Tuấn ơi, nếu mà anh có khó khăn gì trong cuộc sống á thì cứ nói với bọn em, không cần phải gây sốc như vậy đâu. Mọi người làm sao thế nhở? Không ai thấy tâm ngầu à? Anh Tuấn ơi, anh xem lại đi chứ, đường đường là sao đỏ gương mẫu, ăn mặc như học sinh cấm biệt ạ. Anh suy nghĩ suốt cả một đêm rồi, không thể mãi hiền hiền rồi để chúng nó xỏ chân vào lỗ mũi được. Như cái thằng Long Tổ hôm qua ấy, làm anh tức không chịu được. Thằng này trông thế mà có ý chí phết nhỉ. Được rồi, để xem mày cứng cựa được bao lâu. Mày không phải lo nhá. Lần này tao hạ quyết tâm rồi, tao sẽ cho chúng nó thấy tao không phải là người dễ bắt nạt. Tớ thấy hay là thôi đi, Long Tổ nguy hiểm lắm, tốt nhất đừng dây vào. Thế mày chưa nghe câu là chúng ta càng nhân nhượng thì địch càng lớn tới à? Nhưng mà mẹ tôi bảo là một điều nhịn là chín điều lành. Lành cái gì mà lành? Có mà lành ít dữ nhiều ấy. Em thấy cũng đúng ấy. Ngày xưa một điều nhịn là chín điều lành, bây giờ một điều nhịn là chín điều nhục, một điều nhịn là chín đứa nó nhảy lên đầu luôn. Chuẩn luôn. Thôi, không bàn cãi gì nữa. Thằng Tuấn này mà đã quyết tâm ấy thì đừng có ai cản cả. Thôi được rồi, bỏ qua đi nhá. Bây giờ đi học kiểu muộn,
để cho thằng này nó còn nếm trải cái cảm giác mà vào sổ sao đỏ nó như thế nào. Ăn mặc thế này mà không vào sổ, tao là con chó. Đi. À này, xong rồi chưa đi học về, tạt qua vườn nhà chú Tuân làm tí vitamin hoa quả đi. Tao thấy ổ nhà chú Tuân khá to rồi đấy. Đúng không? Em mặc. Quay lại hết nước chấm. Này, công nhận này bộ chu quá nhỉ. Em phải công nhận nhá, đất nhà chú Tuân tốt thật đấy. Ừ. Trồng cây gì hay quả gì thì cũng sai chữ quả ra. Ừ. Thơm ngon ngọt. Ơ, à, anh Tuấn với mọi người nhỉ? Ừ nhỉ, vừa thấy Tuấn đi cùng chúng mình mà. Chết rồi, hay là anh Tuấn bị chú Tuân bắt rồi nhỉ? Ê chú mày. Tuấn đi rồi, tớ cứ tưởng là cậu bị chú Tuân bắt nữa. Bắt thế nào được mà bắt, chẳng qua là cái dây chuyền này nó hơi vướng víu, nó mắc vào cành cây gỡ mãi mới ra được thôi. Đấy, đang yên đang lành cứ thích thể hiện, chồng cứ như đi buôn thuốc phiện, xích sủng như xích con chó nhà bà Miền á. Anh cứ ăn mặc bánh bèo có khi em thấy dễ nhìn hơn đấy. Thôi anh xin, ăn mặc bánh bèo để thằng Long Tổ nó trông thấy, nó ra cho như con cháy rồi run như con cầy sấy, người ngậm sưng tấy à. Thôi được rồi, tao mới là người phải xin chúng mày đấy. Mà thằng này, nãy giờ tao mới để ý mày giấu cái gì trong người đấy. Anh Tuấn ơi, anh lại hái được cái gì ngon ngon đúng không? Chia đi anh. Nè. Ồ, này, mày chui giúp vào vườn nhà chú Tuân cả buổi để hái mấy cái quả chanh này. Ôi dồi ôi, chanh nhà em đầy, anh Tuấn tổ hơn cả em. Công nhận là Tuấn còn tổ hơn cả Thảo Tổ ấy. Tự nhiên lấy chanh làm gì không biết. Chúng mày chả biết cái gì cả. Chanh này đang là hot trend, làm ra cái món chả chanh giã tay siêu thơm ấy. Có đứa nào được thử chưa? Chưa. Mà cũng đúng thôi. Hôm nọ tao lên phố tao mới được thử đấy, chứ ở quê mình làm gì đã có đâu. Uầy, nghe hấp dẫn thế. Thế anh Tuấn ơi, anh có biết làm không? Chiều làm cho bọn em uống thử đi. Chuyện nhỏ như con thỏ chạy trên đồng cỏ. Thế nhưng mà anh chỉ biết công thức thôi, không biết làm. Hiếu, chiều nhá. Hả? Ê. Chiều. Về. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trời đẹp thế này, chung tay làm món hay hay trên đời. Món này dễ lắm bạn ơi, chỉ làm một thoáng ta thời uống ngay. Và bây giờ thì chào mừng các bạn đã đến với bếp của Hiếu Hư Hỏng. Hiếu Hoàn Hảo. À thì Hiếu Hoàn Hảo. Bây giờ nhá, tao sẽ hướng dẫn cho mày làm nhá. Mà để chúng mày, thằng này nó bị ẩm IC hay sao nhỉ? Trời hôm nay như này nó bảo mát. Hiếu đúng là chán. Tuấn nói thế là để vần thôi. Mà này mọi người ơi, nãy em lên mạng cha, em còn thấy người ta gọi chanh này là chanh nước hoa nữa. Chắc là thơm lắm nhở. Anh Hiếu làm đi, chứ em nghe mọi người khen ngon ấy, em cũng háo hức lắm. Cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị những nguyên liệu như là chanh Quảng Đông này, trà Lipton này và mật ong. Đấy, thế thôi. Thế thôi à? Đơn giản thế thôi à? Mày chẳng biết cái gì cả. Đơn giản mà ra được món ngon thì nó mới thành hot trend được chứ. Mà thôi, Hiếu đừng hỏi nữa, pha luôn đi. Được rồi. Hiếu, đầu tiên thì mày sẽ phải cắt chanh thành lát mỏng ra cho tao. Cắt đi. Lát mỏng, rồi, cắt luôn. Rồi, sau khi cắt chanh xong ấy thì mày bỏ hết chanh vào trong cái cối, cho thêm đá, xong rồi giã. Giã? Thế mày điên à? Mày giò à? Bỏ chanh thì còn chưa gọt vỏ này để giã để đắng ngòm à? Đấy là chanh mình hay ăn thôi. Còn chanh này ấy là chuyên để ăn cả vỏ. Bao nhiêu cái tinh túy, cái hương thơm nó nằm ở trong vỏ ấy. Chúng mày yên tâm đi, không đắng đâu. Mà cái thằng này giã đi, không tao giã cho mày trận bây giờ. Ở đây giã luôn. Đó đây. Chanh đúng không? Đây. Chọc cái này mà. Đúng rồi. Cái này đúng không? Công nhận là thơm thật. Giống y như là mùi củ xả ấy. Ước gì mình có thể giã thằng Long Tổ như thằng Hiếu thằng giã chanh nhỉ. Gơm. Tao sợ chưa kịp giã nó đã giã mình trước rồi ấy. Thằng đấy nó chuyên lấy thịt để người mà. Mày nói cũng đúng. Chán thế chứ này. Này,
Bây giờ tiếp theo như nào đây, được rồi đấy. Rồi, bây giờ mày sẽ đổ hết cái cốt chanh đã ra vào trà, sau đó thêm mật ong, xong rồi khuấy đều lên, làm sao cho nó vừa miệng là được. Đổ cái này vào đây. Ừ. Rồi, xong cho mật ong vào. Cho mật ong vào nữa. Rồi. Rồi, nghe được rồi đúng không? Chúng mày chuẩn bị cốc. Chuẩn bị cốc mày. Nhanh. Rồi. Mỗi đứa một cốc ấy. Đấy. Đấy. Rồi. Lạ nhỉ. Giá cả vỏ chứ mà không đắng tí nào. Ngon. Ngon đấy. À được, ngon thế này bảo sao là hot trend, xứng đáng, thật tuyệt được đấy. Chuyện nhìn tao bên ngoài đổ nát hoang sơ, thế nhưng mà bên trong thông thái không lơ ngơ tí nào đâu nha. Em chỉ thấy á, cái món này uống vào sảng khoái, vừa thơm vừa mát. Bình thường anh Tuấn ăn hại, mà hôm nay được việc phết đấy. Ơ con kìa, sao mày bảo tao ăn hại? Ơ, thế à? Ý em là bình thường thì anh Tuấn hay ngại. Thế còn được. Tuấn ơi, cảm ơn cậu vì đã cho bọn tớ thưởng thức một món độc lạ này. Ơn với trả huệ cái gì. Thôi, ok, uống đi. Vô cái đây cho chúng mày. À, chăm ăn chăm nhá. Ơ, các anh chị ơi, sao hôm nay lạ nhở? Bình thường bọn cháu mà thấy mình á, nó sủa hăng lắm cơ mà. Hôm nay cứ im thiên thít như kiểu là thịt nấu đông thế. Đúng là cái con thảo tổ. Hôm nay có thằng Tuấn nó đi cùng thế kia, có con chó nào dám hò hè gì nữa. Ơ, sao lại thế anh? Thế mày không nhìn thấy trên cổ nó đeo cái xích to tướng kìa? Hả? Bọn chó nó nhìn thấy nhá, nó tưởng là đồng loại, thế là nó không cắn, nó không sủa. Chúng mày cứ trêu tao, làm như là tao muốn mặc thế này lắm ý. Mà Tuấn ơi, cậu định mặc như thế này mãi à? Đi chơi mặc đã đành, đây đi học cậu cũng mặc. Sớm muộn gì á, cậu cũng bị lên cột cờ đứng cho mà xem. Thế nhưng mà không mặc thế này ấy, thì thằng Long Tổ càng ngày nó càng khinh, càng ngày nó càng bắt nạt. Anh Long Tổ quá đáng thật đấy. Lúc thì đánh bạn, lúc thì chấn đồ, vui vui lại quẳng mấy đứa lên cây, xong bây giờ lại còn hất cứt chó ra đường cho mọi người dẫm vào nữa. Tức thật đấy. Mà này, tao nói thật nhá, mày đấu với ai mày đấu chứ, mày đấu với thằng Long Tổ khác gì lấy trứng chọi đá. Thế mày nói xem bây giờ tao phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để nó bắt nạt với cả đè đầu cưỡi cổ mình mãi thế à? Có khi là phải dùng một tí mưu mẹo thì mới trị được cái thằng này. Mẹo gì? Mày nói rõ ra đi xem nào. Vào đây tao bảo. Đúng không? Ô, thằng sao đỏ bên đây, mày đi đâu đấy? À, tao mang quà sang tặng cho thầy Giang Thi. Ô, quà? Quà gì đấy? Cho tao xem được không? Xem là xem thế nào? Quà này bố tao mua tận ở bên nước ngoài về đấy, không phải muốn xem là xem được đâu. Làm gì mà kỳ bo thế? Ngay cả tao mày cũng không cho xem được à? Tao đã bảo với mày là quà ở bên bản rồi, không phải xem là xem được đâu. Này anh kia, chúng mày đứng trước cổng nhà tao to nhỏ gì đấy hả? Đâu, có gì đâu, chả có gì cả. Thế cái gì đây? Đâu, biết đâu, có gì đâu. Đưa xem nào. Ê, nhưng mà của tao mà. Nhận đồ không? Hả? Bố hai cái thằng ngu, mỡ rừng miệng mèo bảo sao chả mất. Giờ nó là của tao. Thầy giám thị đây rồi. Anh chào thầy ạ. Long đây à? Em đang định sang nhà thầy, lại gặp thầy ở đây, đúng lúc quá. Sang nhà tôi à? Có chuyện gì mà cần gặp tôi vậy?
Chính ra thầy trò mình có thần giao cách cảm hay sao thầy ạ? Em nó định mang cái này cho thầy nhưng mà gặp thầy ở đây, về sau khéo thầy đi đốt hùng mũi anh lên đi ạ. Hả? Em nói cái gì cơ? Không có gì ạ. Em đang định nói là em có món quà muốn tặng thầy thôi ạ. Quà gì? Mà sao tự nhiên em lại tặng quà cho tôi? Hôm trước em có cái bài kiểm tra được chứng ngốc ấy. Em mong thầy... Hóa ra là hối lộ à? Anh bây giờ giỏi thật đấy. Dạ không, sao lại hối lộ à? Em chỉ là một chút tấm lòng, em thấy nó rất hợp với thầy. Mong thầy nhận cho em vui ạ. Thế tấm lòng của anh là cái gì? Cái này là em vừa chấn lột... cái này là em vừa mua được, em tặng thầy ạ. Tôi hiểu rồi. Chắc anh lại đi lấy thịt đẻ người, chấn lột ở đâu về đúng không? Dạ không. Quà này là từ nước ngoài về, hiếm lắm ấy thầy ạ. Thầy không tin, em mở cho thầy xem. Anh giỏi thật đấy. Thế này là ý gì? Chọc phá bạn bè, bây giờ chọc phá cả giáo viên à? Chết rồi, sao toàn phân bó thế này nhở? Thôi thích. Bố mẹ anh có nhà không? Tôi phải gặp phụ huynh để nói chuyện. Bà Hạ ơi! Thôi, không cần nữa. Không như gì thầy nghĩ đâu ạ, em có biết trong ngày phân bó đâu. Ô, thằng sao đỏ mới đi, mày đi đâu đấy? Tao mang quà sang tặng cho thầy em Thi. Ồ, quà? Quà gì đấy? Cho tao xem được không? Xem là xem thế nào? Quà này bố tao mua tận ở bên nước ngoài về đấy, không phải muốn xem là xem được đâu. Làm gì mà kỳ bo thế? Ngay cả tao mày cũng không cho xem được à? Tao đã bảo với mày là quà ở bên bển rồi, không phải xem là xem được đâu. Đúng rồi. Thằng Tuấn, thằng Hiếu, chúng mày dám trồn tàu à? Tàu cho chúng mày nát bét luôn. Bảo sao ấy, thằng Hiếu ơi, cho bò ăn nhiều thế, hóa ra là có mục đích cả. Chứ còn gì nữa, không như thế lấy đâu thằng Long Tổ nó có cả một cái bao tải phân to thế để tặng thầy giáo hả? Long ơi, Long, mày làm gì đấy? Sao tự nhiên mày xuất hiện bất thình lình như con cá trình thế? Chúng mày còn hỏi à? Hai thằng chúng mày dám thở cho trôn tao đúng không? Anh Long ơi, có gì từ từ nói nhá. Mà anh Long ơi, cái này là tại anh ấy, anh ngu ấy mới để bị lừa chứ sao trách hai anh ấy được. Chúng mày dám bảo tao ngu à? Hôm nay tao cho chúng mày bầm dập như con cá mập, te tua như con cua luôn. Nào, 5-1 chột cũng què, chúng mày sợ gì đó? Chống lên! Giờ thì mày biết đứa nào bẩm dập như con cá mập, te tua như con cua nhé. Gì đấy? Mày cầm gì đấy? Cầm gì đấy? Ai rồi? Có anh Trúng Mạch. Chúng mày nhớ đấy nhá. Thưa thầy ạ. Tôi vừa gặp bố mẹ em để nói chuyện rồi đấy. Từ nay anh không được phép nghịch ngợm nữa. Tôi mà nghe bạn nào phản ánh là tôi sẽ hại anh Kiểm đấy. Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Mà sao chân anh lại lấm lem bê bết thế kia? Lại đi nghịch ngợm ở đâu về đúng không? Thối thế. Chân anh dẫm mạch phân rồi, về rửa đi. Mà sao dạo này anh có sở thích bốc mùi thế? Hết mang phân bò tặng giáo viên, giờ lại nghịch phân chó. Tôi chán anh lắm rồi. Không phải thế đâu. Trời ơi, chứ chi. Cái này gì không biết, chết bò chó rồi đến cả chim.